Thì bây giờ gì đang là tình trạng lấm tấm bốn xung quanh nè, giữa tối đen nè. Mở cửa, đứng lại. Tưởng thì đang ta cuộc về ta rồi chứ. Âm thanh bình thường mà hình ảnh thì đen ở giữa. Đây là màu đen của nó nè, 42PZ350R nè. Đây là bên trong, phía bên trong của nó nè. Nó dùng rất là bền nên từ hồi hỏi dùng đến đời giờ nó mới hư nè. Nên bụi bám đầy nè. Với nhà để ngoài chứ không phải để trong phòng lạnh. Phòng lạnh thì những cái bụi ấy sẽ màu trắng chứ không phải đen như thế này. Và nó sẽ ít bụi hơn. Máy hoạt động cũng sẽ bền hơn ở ngoài. Ngoài nhiệt độ thường ở ngoài. Cái này chắc cần bếp hay sao ạ? Màu hóng này. Cái bo ở giữa này là bo nguồn nè. Với cái tình trạng bệnh này thì người không biết quá nhiều về điện thì cũng làm được. Chỉ cần tháo nắp này ra. Đây là bo cao áp nhỏ nè. Bo X nè. Đây là bo khiển nè, bo vi xử lý nè. Ở đây có một cái bo nhỏ nữa là bo ma trận nè. Chia tín hiệu xuống cái tab này và chia sang bo bo Y. Bên tay trái nhìn vào hướng người nhìn và là quan sát đó, là bên đây là bo Y nè. Cái đây là cái nẹp của nó nè. Bo Y. Và nó đang hư ở vị trí này, vị trí con điện chản này. Đấy, mình định vị nó bằng cách này. Chỗ này có cuộn dây nè, ngay góc của miếng dầu dưới này nè, cạnh cái tổ này nè, có một con điện chản nè. Đây con điện chản màu đỏ nè, màu đỏ và màu vàng kim. Thì con điện trở này là 2 ohm 2 2 ohm 2 nha. Con trở này đứt nè, bạn đo đồng hồ bạn sẽ thấy nó lên cái số ohm rất là cao. Nếu mà nó chưa đứt thì con điện trở này cái ohm nó thấp thôi. Đồng hồ số sẽ dễ thấy số ohm của nó hơn. Bây giờ sửa nó mình không phải tháo những cái này ra hết, để nguyên về luôn. Đừng có tháo ra, tháo ra mất công cắm vào nó sẽ bị cắm như mấy cái táp này, cái dây này nè, tơ ra mất công, mình phải mất thời gian lắm. Nói chung là để nguyên vậy, làm cho nhanh nhanh gọn lại hiệu quả đó. Ở đây là có hai con điện trở nè, một con bên trên là đỏ nè, đỏ đỏ và bạc nè. Thì con này là 0.22 ohm, con này không phải. Còn con này nè, đỏ đỏ vàng kim nè, con này mới đúng nè. Thì con này bằng cách bây giờ mình cặp ở đây mình hàn luôn. Đó, vị trí nó cũng không khó hàn lắm đâu. Cặp ở đây nè, hàn vào hai chân của con cũ nè. Không cần tháo con cũ ra luôn. Cứ để vậy hàn vào thôi. Do một tay mình quay điện thoại, một tay mình cầm, mình không hàn cho các bạn coi được. Để mình hàn xong rồi mình quay cho các bạn coi, mình coi cái kết quả cho bạn coi. Bình tĩnh làm từ từ rất hiệu quả ha. Không vội vàng nha. Đó. Bạn định vị được vị trí của nó chưa? Với bệnh này bạn định vị vị trí này bạn hàn vào ha. Trước khi hàn mình cạo đi bên này. Cột điện đó nha, con cạo đi về này, đó. Cho nó tiếp xúc cho tốt, quên nó chưa rút điện ra, tắt công tắc, các công tắc ở trên cái ổ cắm thôi, nhưng mà điện nó vẫn còn, điện nó còn có thể gây giật cho mình, lưu ý nha, ở áp dây ra này đã được cách ly nhưng mà điện áp của nó là 207V đó. 205V, 207V đó. Nó cũng sẽ bị giật á. Cái khu vực này là có điện áp 220 ở đây nè.
một bên cách ly, bên chưa cách ly, nhưng mà thôi cứ rút điện hẳn ra để làm, rút điện hẳn như vậy làm cho nó an toàn. Tại vì mình cắm sợi cáp này á, sợi cáp này là nó được nối đất mà, là nguyên cái vỏ máy này nối đất mà. Bên đây là 22 làm dễ bị giật lắm. Mình đi dép nhưng mà mình chạm tay qua lại các vị trí này với nhau là dễ bị giật lắm. Bình tĩnh làm mà làm cho nó an toàn. Nhiều khi tập trung vô quay điện thoại rồi rồi sợ ý. Giờ này chiều mà trời muốn mưa nó ánh sáng hơi yếu, đèn cũng không có đủ sức lắm. Đó, mình sẽ bẻ cái chân điện trở, mình bẻ cho nó cong ạ. Chưa hàn nè, mình bẻ cho nó cong, nó bám lên kia chút xíu nó hàn cho nó dễ. Đầu này cũng vậy, đầu dưới này cũng vậy. Đó, ánh sáng yếu quá. Đây là mình đã bẻ cái chân nó ôm lấy cái chân của con kia nè, con này vậy nè. Và khi hàn xong phải tách nó ra nha, đừng để nó chạm vào nhôm nè. Bây giờ để mình hàn ha. Zoom kém quá. Đây, đã hàn xong mỗi hàn này nè, cho nó ôm vào vậy á, nhiệt độ cao cái gì á nó cũng sẽ bền hơn, nó không bị lơi ra. Đó, môi giới nè, để mình nó hàn này nè, để lanh nó vào vậy ha, mình cho chạm vào miếng nhôm. Đó, chờ xíu mình mở lên cho các bạn coi này, phải bỏ điện thoại xuống. Đây, giờ nó úp vào tường, hình ảnh của nó đây. Khoan quay cái tivi lại nha. Đó, hình ảnh nó trở lại bình thường nè. Tại này sân khấu ban đêm nên hình nó không có được đều màn hình nè. Để mình chuyển kênh khác nha. VTV4 nè. Đây, cái VTV1 nè. Đó, hình ảnh trở lại bình thường ha. Và mình không phải tháo cái bo ra làm gì hết. Cái bo có để bị bậm kệ nó vậy đó. Này các bạn thấy không? Bụi bậm này. Tháo ra chỉ cho nó vất vả. Con điện trả nè. Bụi ghê luôn. Ánh sáng tối quá. Đó, con điện trả mình hàng nè. Thấy chưa? Tháo ra bắt vào vất vả lắm. Cứ định với mẹ làm cho nó đơn giản càng hiệu quả. Bệnh từ nặng nhưng mà thật đơn giản thôi, chỉ có một điện trở 2 ohm 2 là xong vấn đề, không phải hư màn hình, nhìn giống như màn hình ha. Chúc các bạn thành công ha, cố gắng làm bình tĩnh làm cho mọi chuyện cực kỳ đơn giản luôn. Có đấy, nắm tính từ đây.